Vâng, em xin mến chào tất cả bác nhá. Và tranh thủ buổi trưa hôm nay thì hôm qua thì hàng về rất nhiều rồi đấy, thì mình đã quay rồi. Thì còn một đôi loa của JBL nữa thì em chưa quay, thì chiều nay em sẽ quay có bác anh em. Thì nhân tiện đây thì một số hàng em nâng cấp của khách hàng cũng như một số hàng mẫu em còn tồn lẻ 1-2 mã, thì trong ngày hôm nay thì mình bắt đầu tiếp tục lên hàng nhà bán xả lốt cho anh em chơi và đam mê. Trong clip này thì có rất nhiều hàng ngon. Thì hôm qua có rất nhiều bác hỏi em những con để bún kênh, thì hôm nay em lẻ những con hộp này. Hộp lát em xếp đây này. Bốn hộp lát, mấy cái ông thợ mới em toàn xếp gọn gọn và bực mình còn mấy ông ý lắm. Tại vì là những mã này vừa sáng nay có bác hỏi em con đẩy BKK20 vào đô con hàng lướt lướt hôm trước còn không, thì em bảo hết hàng, em tưởng còn hết hàng. Thì sáng nay dọn hàng thì lại thấy còn hai con nữa hàng mới nha anh em nhá, hàng mới luôn, bán cho anh em giá tốt, bảo hành 6 tháng cho anh em chơi. Và ngoài ra thì có một số mẫu loa như loa Enne thì em bán hết rồi, đây là mẫu lên nhà Enne nhưng mà về lẻ được 2 cặp 510, trong đó có một cặp bị sửa côn rồi, anh em một số cái bát sửa côn thì em bán rẻ cho anh em chơi đam mê, hàng trong tình trạng hoạt động bình thường, ngon nghẻ các bác nhá. Vì bờ nó tranh thủ đang buổi trưa lắm rồi nên là em sẽ quay nó nhanh. Nên những bác nào xem hàng thì tôi bắt đầu gọi điện giúp Hiếu Minh nhá. Nhưng hôm nay có nhiều mic này anh em, trước là về anh em gọi là chắc phải chụp lại ảnh thôi, tại vì em sợ gửi nhầm các bác. Nhưng bác là chụp lại ảnh những cái đơn mic mà em quay lên các bác. Thế thì em vì hôm trước là xả mic bán hết rồi, hôm nay tiếp tục xả lần thứ hai quay cho bác. Thì thời điểm này Hiếu Minh vẫn nhận hỗ trợ lưng đời đổi cáp với tất cả sản phẩm âm thanh. Đấy, anh em có nhu cầu từ sản phẩm sự kiện, những sản phẩm gia đình thì các bác liên hệ em hỗ trợ mức giá rất là tốt. Ngoài nâng cấp thì em đã bán ra mức giá rất là tốt rồi. Thì em đổi các cho anh em mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi nhá. Thì hôm nay đợt này nhà em bán hết súp 100 quả súp bát 30. Về hàng hết hàng, hôm nay còn đúng tầm 1 hay 2 quả cửa hàng bán lốt. Lấy may cho anh em trong clip này. Từ 220 nhá, súp của bát xịn của RCEP nhá. Từ 220 còn 100 anh em bát 30. Quả này khoảng đúng là đăng lên, các bác không nhanh là hết các bạn. Nhưng mà để đánh được quả súp này các bác phải đánh cho em đẩy tầm 800W mới đánh được nhá. 500-600W không đánh được đâu, đánh đuối anh em. Em sẽ vào nhà để em quay nhau nhá. Em sẽ quay hơi nhanh tí lên là những bác nào xem hàng các bác chốt đơn các bác gọi điện nhá. Quay gì nào để cho anh em bây giờ. Đầu tiên cho anh quả súp đầu tiên đi. Lên màn quả súp với quả đôi BK đi. Đây để anh em con bắt. Được đúng rồi. Đó anh em cho lên đi. Đó, quay hàng thanh lý hơi tốn công tí, đâu tốn nhân công lắm ạ. 6-7 người ở đây bao nhiêu? 3 này, 4-5 cả em, 6 người ở kho chuẩn bị đồ đấy, quay cho bác đây là. Mà cái hàng thanh lý em xả em không hỗ trợ đổi cát đâu anh em nhé. Vì nhiều bác thấy hàng ngon, bác nên bác bảo đổi cát em không đổi, vì cái giá này em bán xả lấy vốn về thôi nó hết lẻ mã, còn ít em bán giả rẻ lốt cho các bác anh em. Thì trước mắt các bác đây là đôi quả súp, em còn 1 hay 2 quả, một quả này một quả cửa hàng nữa là hết rồi. Hết sạch lô súp này rồi. Bán lấy lộc, tán lộc cho các bác này. Tán lộc trong mùa hè này. Lấy anh cái ghế khác đi. Thôi anh đổi ghế đi. Ghế sắp gãy rồi. Cho anh xin ghế. Một gì tôi gầy. Các ông nhà đây toàn những ông béo. Tôi gầy. Cái nào cái to gì. Để trước mắt các bác thì là quả súp RBK. Dòng súp đến từ thiệu của Mỹ các bác nhá. RKB. RKB quá quen thuộc rồi. Xem sau ạ. Đây là thiết kế này, thùng cân này. Gọn lắm bạn. Cái thiết kế gọn đấy anh thước với. Hôm qua đâu nhỉ? Sau đi này. Đây sau đi một người đo nào. Đây có súp 30 nhưng có hộp cắm loa này. Một chiều nó này, cho bác biết này. 40 ạ. Chiều ngang 40, chiều sâu ạ. Chiều sâu là 646 nhá, chiều cao. Cao là 41 các bác nhá, chiều cao 41. Có tay nắm này. Có hộp cắm loa này, có chân không? Tiến nghiêng lên. Con RKB này. Súp 112 cộng này. Đấy. Để đánh được quả súp này lưu ý cho em phải đẩy 800W anh em nhá. Không phải đùa đâu các bạn. Đây về em đã hôm trước em cái test clip đấy là con lúc đầu em test con đẩy 500W về các bác không đánh được đâu, vì 500W em không bán cho bác, vì 500W không đánh được nổi, đánh nó không thông thoát được tiếng vì con này đánh suất lớn lắm. Như con súp như RCEP bát 30 nhà em đánh hôm trước đấy, con bát 30 đấy cũng phải tư vấn 800W đấy nhá. Và con này cũng phải 800W thì lên mới đánh được các nhá. 800W độ trở 8 ohm. Súp bát 30 đánh ngang con 40 đánh cực kỳ uy lực luôn các bạn. Xoay trước nào. Ghê. Đánh mặt nhá. Đấy bát đây em còn đúng một quả thôi. Quả mới cửa hàng quả. Súp của bát của RCEP xịn anh em nhá. Từ 220 con 100. Giá là 3.4 triệu quả này nhá, bình thường hôm trước em bán là 4 triệu. Vừa em còn lốt em bán thì vốn về các bạn. Cho bác săn hàng.
RKB quay đời 2019 này các bạn này. Đây là một vắt. Đấy. 500W lỗi chở 8 ohm là đang ở cái củ bát này, không để không hưởng vào thùng là 800W các bác nhá. Rất khỏe luôn. Khủng khiếp luôn. Đời 2019 này. Em rờ xem này. Lẫy này. Lẫy cái đồng dép xịn được dấu dòng bát 30 thì lẫy nó sẽ bên tay bên trái này, cầu dương này. Đấy. Dòng này vàng nó giờ sần dày quá, gần guốc như tay em gầy này. Gần guốc tay em gần guốc này. Đây 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 đây, đây này. Màng dày lên gần guốc này. Củ bát sản xuất tại Ý các nhá. Mã seri xi màng. Ok chưa? Sật lên. Gân vải tẩm dầu hai lớp các nhá. Rồi coi 100 úp lại lên thành dòng đít lô. Lấy thước cho anh đo cái. Nhanh lên. Em muốn quay kỹ cái này cho những bạn nào đam mê này. Từ hai cho to thì xa đấy. Đấy, 230. Nó thẳng vào. Thẳng đi. Gần 230 kinh khủng nhỉ. 22,5. 2,5 này găng tay nhiều mình không hết. Làm tròn đi. Mình kiêm tốn. Ít rồi. Từ hai gọi là 230, 223. Đấy, coi 100. Rồi. Giá là 3.400.000 đồng các nhá. Xả lốt này may cho anh em số 330 đánh ngang ngửa của số 40 luôn. Hàng bao zin bao xịt bao đẹp luôn nhá. Tiếp theo là cặp BK. Cặp loa sản xuất tại Nhật luôn các nhá. Cặp loa sản xuất tại Nhật. Thì hôm trước Hiếu Minh và Thanh Lý cho em xả tổng cộng là 4 hay 5 cặp ấy. Bán hết rồi nhưng ở cửa hàng hóa ra vẫn còn tồn 2 cặp nữa. Nhà em tổng lô này còn tồn 2 cặp nữa này. Bán lấy vốn cho bác lốt này. Bình thường những cặp BK này trước đây bán là 4 củ, trên trường đang bán là 4 triệu. Và cái chỗ bán rẻ nhất nó cũng phải 3,5 triệu. Và hôm nay gặp Hiếu Minh em 2.500.000 đồng à. Từ từ em sẽ quay model cho anh sau rồi đó. Hàng còn đẹp anh em nhá, hàng đẹp nhá. Tất nhiên là không tránh được những cái vết xước sát nhẹ. Những vết xước sát nhẹ này tí em sẽ lấy cái nọ sơn bóng em xịt cho anh em nhá. Em còn 2 đôi. Công suất hoạt động này, BK nhá, đây model đời cao nhất của bát 25, BK BS 880 25 mã. Đấy bác check nhá. BS 880 25 mã. Đấy, sản phẩm của Japan, công suất hoạt động từ 150 đến 450W. Để đánh được đôi này có đánh con đẩy tầm 500W thôi nhá. Hàng của Nhật luôn thôi nhá. Có trái phải thôi nhá. Nhật luôn đây vết bẩn này. Em chưa kỳ thôi. Giờ trước khi gửi đi cho bác em sẽ lau đi cho anh em. Đấy cái vết bẩn này. Chỉ đi là hết. Không lấy 4 mic gửi ở đây. Đấy. Quay xong. Xong cho đẩy trong này, xong cho đẩy cái này lên. Đây cho cái bà nó bỏ ra. Bỏ ra. Quay bên ngoài rồi. Em sẽ kiểu hàng zin lên em sẽ để một cái nguyên em quay để cho dễ tưởng tượng. Còn cái em có phải ruột cho bác nhìn này. Còn anh cho dần đẩy. Và điều quan trọng nhất là đôi ba này các bác mua về là đã được Hiếu Minh là thay gân các bác nhá. Đặt lên. Về anh em chỉ dùng thôi, nhiều khi các bác mua là anh em chưa thay gân cho bác, có chưa dù về dùng 3-4 tháng mục gân. Đây em thay gân vừa thay xong em thay bán cho bác đàng hoàng luôn. Đây em bảo rồi cái giá mà em thay gân cho bác, cái giá này nó gọi giá gãy lưng rồi. Giá là giá lợn chết của Việt Nam rồi. Hàng bao zin bao xịn được con ốc luôn nhá. Mà hàng em thay gân cho rồi, đây là hàng nói chung là còn ít, em bán rẻ cho anh em thôi. Thì vốn về. BK của Nhật nhá, nhìn vào đây bác nhìn giữ này, giữ nhá. Màng zin này, lón zin này, nhìn nhá. Quay cả bác, các bác nhìn nó biết rồi. Anh em kể anh em thợ và nhìn luôn này. Zin từ cái mấu hàn này, zin đét nhá. Keo chỉ nhện này, zin đét luôn anh em nhá. Úp lên ạ. Rút bối dây, rút dây đây cho anh. 2.500.000 đồng một đôi. Keo này. Keo dòng BK đặc thù là keo nhiều quá nhá. Keo bông tràn như keo này, keo như kẹo ấy. Đấy, anh chưa. BK U25 với kép. Đấy. Giá là 2.500.000 đồng thôi nhá. Từ kép đánh bát sâu, đánh tính bát dòng này em thật sự như là như dòng loa như 4455 của BB thì sách dép cho dòng này, nhưng không ăn nổi dòng BK này hay là 450C cũng không ăn được đôi này luôn. Em khẳng định luôn 100% đôi này đánh tiếng bát nó sâu lắm, mở tép thì nó nhuyễn, tép thì nhuyễn thôi nhá, tép nhuyễn này. Tép zin của BK luôn, bỏ ra. Đây, bông tơ âm thì sẽ bông thủy tinh, chứ ngứa nhá. Anh em cái dòng này anh em hạn chế chạm. Nếu có chạm vào tay thì anh em phải tí tí rửa. Phân tần zin luôn nhá. Keo thùng này, zin đét, có nhá. Thùng zin đét. Nói chung hàng đẹp.
thay hết gân nữa cho các bác rồi. Giá 2,5 triệu, hàng của Nhật luôn, sản xuất tại Nhật Bản. Đôi BK sản xuất tại Nhật Bản, toàn chữ Nhật. Ok, cho ra. Cho ra đi. Lính. Lính. Lính đâu? Lính. Không có đúng, không có lính chứ. Đừng mà làm lính. Tiếp theo là em có hai con đẩy BBK. K20 hàng mới nhà em nhá. Bảo hành 6 tháng cho bác nhá. Vì giá này em bán lấy vốn về thôi ạ. À. Đây này nó sẽ không có một vết bụi nào luôn anh em nhá. Nhưng hộp sẽ bị lát. Đây em vứt hộp kìa bác kìa. Để trồng kho bác nhìn chưa? Em vứt được thùng rác này. Đây là hộp của BB đẩy BB kép đấy. Thì còn một con còn hộp và một con bị nát hộp. Tại vì thì hôm nay là thành lý 4 con đẩy thì trong đó hai hộp bị nát vứt đi. Em nhặt hộp lát vào đây cho các bác nhìn. Thì các bác lấy thì em đóng hộp xốp cho anh em, nhưng hàng đẩy mới các bác nhìn là không có một vết bụi bặm gì cả. Trong mới toanh 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 luôn, không vết bụi bặm gì nhá. Đấy, quay cầm cái hộp lát đấy. Bây giờ em để nó ẩm ấy. Hộp lát. Để sát vào đây tí nào. Đấy. Hộp lát, mới nhìn thấy hộp nó ẩm chưa? Lát hộp. Mất hai hộp nhưng cho nó có một cái hộp của con BBK 20 này, kia một con này còn hộp này. Nhưng giá bán bằng nhau vì bởi hộp cũng quan trọng đúng không bạn? Hai con mới nhá thì một con còn hộp và một con không hộp bác nhá. Rồi hộp lát, nhưng tại vì hôm nay có 4 con. Kìa. Trong đó có hai con đẩy khác, con đẩy Diamond em bán xả cho anh em cũng hàng mới luôn. Thì một con đẩy Diamond còn hộp và một con BBK còn hộp, nghĩa là ở đây là một con Diamond nát hộp và một con BBK nát hộp, em vứt đi hai hộp kìa. Còn đây là em sẽ cứ quay gọi là hàng mới cho dễ hiểu nhé. Một con còn hộp, bác nào gọi trước thì em bán cho con còn hộp, bác nào gọi sau thì em bán cho các bác không con không hộp, không hộp thì em bọc cho bác đần cẩn thận đầy đủ là được. Hàng không móp méo gì cả, hàng mới. Ok chưa? Thì nói đến trước mắt các bác đây, nghiêng lên ạ. Thì trước mắt các bác đây là con đẩy, có thể nói là em bán ra biết bao nhiêu vạn con rồi. Một vạn là 10.000. Mà bác ơi, tưởng tượng em bán con này 6-7 năm nay rồi, bác gõ YouTube là ra ngay. Và điều quan trọng là những bác nào đã chơi nhà em con này rồi biết rồi, nó khác với những con đẩy mới bây giờ. Những con đẩy mới bây giờ, thứ nhất các bác này nhìn nó rẻ hơn một tí, nhưng mà xin lỗi các bác là linh kiện nó kém hơn, nguồn nhôm pha đồng. Cái thứ hai nữa là nó công suất nó không khỏe con này đâu, các bác nào chơi con này nhà em bác biết rồi đấy. Nên em không phải phân tích nhiều nữa. Con BBK hàng nội địa nhá, BBK K20 Pro với công suất cho ra là 1000W một kênh ạ. Con này bình thường em bán là 7,2-7,5 triệu, và hôm nay em bán vì nó lát hộp, cũng như là còn hàng tồi, còn nếu còn hộp thì hộp nó cũng hơi lát tí, nó chồng lên nhau 5.600.000 đồng đấy nhá. Con này hàng mới bảo hành 6 tháng. Con này đèo chạy của nó là 2, 4, 6, 8, 9, 9, 2, 18, 18 là 36, 36, 36, 72 sò. Nói chung hàng mới đây không phân tích là zin hay không zin nha anh em nhá, thì nó hàng mới mà không bớt bụi này anh em ạ. Thực ra này con này của em ấy là hôm trước cắm ấy là nó bị tuột cái dây đây này, không nên nguồn, nên là thợ thợ nhà em để gọn vào một chỗ các bác ạ. Để gọn một chỗ đây nó bị ẩm thùng lát hộp thôi. Đấy, tồn kho nhá, hàng mới bảo hành như bình thường luôn. Nhưng chồng con này em bán giá gọi là giá cắt vốn về, cắt lỗ về thôi, thì em bảo hành 6 tháng cho anh em, hàng mới luôn nhá. 5,6 triệu em này, hai con đều 5,6 triệu, có hộp hay không hộp em đều 5,6 triệu vì nó là hàng mới mà. Chồng con là hộp lát em vứt đi thôi, vì hộp kia lát quá rồi em bọc cũng không bọc được cho các bác được. Lát vào đi. Đây. Mới toanh này. Mới toanh nhá, để ngược. Đúng ta. Nhìn lên. Những hai con mới toanh luôn. Đều 5,6 triệu bác nhá. Chẳng qua là ai gọi trước thì em cho cái hộp vào thôi. Ok chưa? Chơi đẹp luôn nhá. Xinh chín luôn đấy, mới tinh này. Tem cỏ. Ok, cho ra đi. Mới toanh luôn. 5,6 triệu một em nhá, các bác nhanh tay. Vừa sáng nay có bác hỏi em bảo anh bảo hết hàng, chán mớ đời mấy ông thợ mới. Tiếp theo là Micro. Micro Bayer các bác nhá. Bayer mã của nó này. Cho xin được không lướt được không? Tắt phổ ở dòng. Con nhân trần đây, cho mát ấy. Thảo ơi. Bảo chàng đừng gọi vào máy của anh đừng quay clip nhá, vừa thì nhắn tin đấy. Ở trước mắt các bác là bộ Bayer, mã model nó là KEF G900, hàng đẹp. Để em quay cho bác, chiếu mình quay nhé, hàng đẹp. Ruột đẹp Bayer nhá. Và giá xả cho bác này 1.450.000 đồng, hàng đẹp.
nhanh gọn lẹ. Giá này thợ mua ở giá này luôn. Anh em thợ đi nhập làm gì? Cứ săn hàng thanh lý của Hiếu Minh Auto này. Các bác mua lẻ thì bác biết rồi, đôi bộ này các anh em quật cho bác phải tầm 2 triệu 3 4. Con này thì tay bị xước nhẹ tí này. Tay gôn nhá, con nhá. Mọi thứ đẹp hết, có điểm xước nào em nói này, nhưng vẫn là giá 1.450. Tay kia bỏ ra xem nào. Nguyên lẫy hết nhá, bay ở vị trí nhá. Nguyên lẫy đẹp hết, chỉ có tay xước tí đây một tí thôi, mỗi điểm này thôi. Đẹp đúng không? Đẹp. Có đẹp như mới hết, tất cả mọi thứ đẹp hết như mới hết. Chỉ có đúng cái tay này của em này, một tay này, nó chắc là vì vận chuyển về nó bị chạm vào nhau, bị xước tí tí này thôi. Đấy, một tay mùa gôn nhá, côn lụa. 1.450.000 đồng. Anh em show sự kiện lấy bộ này tuyệt vời, cho ra đi ạ. 12 giờ thì anh em đi về trước nhá. Hai ông về trước đi. Để tí còn vào làm, bây em quay là 12 giờ trưa bạn. Em quay trưa vì trưa rồi, cố quay thôi. Chúng tôi sẽ sẵn đây đi. À, bé về đi. Về là cho em gì? Mẹo gì mà mẹo. Tí nữa ra đây tôi đấm được cái nó hết mẹo. Thì cá chọn để thì cá chọn đến luôn test đồ cho anh. Dừng. Không dừng ở lại được, dừng lại em về. Em về tốc giờ đem về cho rồi. À đâu dừng về chứ. Dừng xa hơn. Xa hơn trước. Tôi về trước đây, không về lại. Gần đây gần đấy. Về đi còn ba ông lại. Quay tí về muộn. Em quay cố buổi trưa các bạn. Trước mắt các bạn là bộ mic Goda đến từ thương của Ý các nhá. Goda. Bộ này thì tay nó hơi chảy góc áo bên đầu nó hơi chảy, mọi thứ đẹp hết. Tay màu xanh. Xanh nước biển. Hàng như mới nhá, mọi thứ như mới đẹp hết, long lanh. Chỉ có mỗi tội là cái đầu nó thu nó hơi xước ở đây thôi ạ. Đấy, thì mình quay nói rõ nhá. Giá là 1.250.000 đồng thôi các bác ơi. Giá vô cùng rẻ luôn. 1.250.000 đồng nha bác nhá. Cái dòng này nó sử dụng cũng vỉ vái ơ luôn bác, nhưng mà vỉ xanh 4 hộp sóng các bác nhá. Lên 159 bỏ luôn nhá. Đấy. Lên 159 bỏ lên 162 lấy rồi. Đấy. Mặt phay nhôm nhá, Goda. Dòng mic này đi sự kiện được các anh em nhá, sự kiện gia đình đều được. Lên 159 lấy. Rồi cho ra đi Tiến ơi. 1.250.000 đồng. 1.250.000 đồng thôi nhá, bộ này nhá, bộ game ghi mã số 2 này. Nè đầu nó bị chảy đây này, ok chưa? Tay đẹp hết nhá, mọi thứ đẹp long lanh như mới, chỉ có mỗi chỗ chảy đấy em nói rõ rồi. Chết. Tiếp theo cho bộ nữa lên đây. Bộ này thì đẹp hơn này. Bộ này đẹp hơn mới nhá. Bộ đẹp hơn tí thì em bán gỡ gạc lại tí. 1.4 triệu này. Đấy. Mặt nó chỉ có bong tí nhẹ nhẹ đây, bong một chữ logo nhẹ nhẹ đây thôi, còn mặt không xước nhá, mặt không xước nhá, như nhau, tay đẹp như nhau như mới, chỗ nào đấy có điểm nào em nói rõ rồi, là cái logo đây nó hơi xước nhẹ, nhà bong logo đây tí thôi, nên là nó nhẹ hơn con kia rất nhiều, đấy mặt đẹp, mỗi tội chỗ logo này thôi, giá 1.4 triệu nhá, bộ này nhá các nhá. 1.400.000 đồng rồi. Bán 1.400.000 đồng thôi nhá. Một triệu 400.000 đồng. Tay đẹp như mới anh em nhé. Côn lụa. Ok cho ta đi. Cho loa lên nhá. Tiếp theo đôi loa Enne. Đôi loa thì model khác nên là bán rẻ cho trước một tí nha anh em nhé. Model của nó là Enne thùng đen nhá, nguyên bản nhá anh em nhé. Đôi này trên trường anh em bán mức giá 7 triệu. Và gặp Hiếu Minh hôm nay này, 4 triệu rưỡi đôi jean nhá anh em nhé. Enne KX510, công suất 300W độ trở, 8 ohm. Đôi loa đến từ thương của Mỹ. Em phân tích hôm nay, em phân tích luôn bài tiếp theo này. Em hỏi các bác bờ bác mua với 4 triệu rưỡi này, có đúng một đôi thôi các bạn, không có nhiều, không có đôi thứ hai. Còn đôi 3.5 triệu là vì là nó bị sửa côn này. Sửa côn đâu? Đấy, sửa côn.
bán rẻ đi 1 triệu nữa, bán cắt lỗ. Ok chưa? Còn đôi jean thì bán 4,5 triệu nhá, thôi nhá. Nhanh thì còn chậm là hết này. Đôi cả hai đôi này đều là cùng màu đen nhá, cùng màu đen là KX510. Tôi cho bát vào đây. Bát và chép của BMC anh em nhá. Rồi đôi jean này, đặt tem lên. Chép nhá, chép BMC, chép rất lớn luôn, chép 450, rất lớn luôn. Chép vấn này. KX510. Nếu bác cứ cho giá biết hàng đẹp nhá, hàng đẹp em bán 4,5 triệu này. Trên số ấy. Con này coi là coi 65 bác nhá, từ 17. Rồi. Lên. Jean đét anh em nhá. Jean đét này. Phân tần đây. Mày thì ní vẫn quay kỹ rồi bác. Phân tần đây. Phân tần giỏi rất là to, phân tần nó sờ một cái chiều, một chiều nó phải dừng 22. Bề ngang nó dừng khoảng độ là bề ngang nó dừng 14-15. Có phân tần to như quyển vở luôn, rất gấu luôn. Em chỉ phân tích bài toán rất đơn giản này này. 4,5 triệu của em bác chia ra này. Em định bán từ lâu đó, em ủ này, em định bày bán bát chép rời đấy. Nhà tháo thùng bát chép này em bán đấy. Cũng cả phân tần này em bán được 1,5 triệu nhá. Vì phân tần bãi nó gấu này là 1,5 triệu này. Phân tần bãi này. Cặp chép nhá. Cặp chép này bán không thì em hỏi các bác cặp chép BMC đi vô nhôm này, hàng xịn này. Hàng xịn nhá. Bán bèo cũng phải tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu là 3 triệu rồi. Cái thùng nữa. Cái thùng không được đổi gọi là 1 triệu à? Em hỏi bác cái thùng không được 1 triệu à? Đấy. 4 triệu rồi. Thế còn 500.000 một cặp bát này à? Đấy, em nói đơn giản là nếu mà bán bát rời ra còn lãi hơn nữa cơ. Nếu mình bán rời ra còn lãi hơn nữa cơ. Nhưng đây em không bán rời, em bán nguyên chiếc cho anh em để anh em săn hàng. 4,5 triệu đôi jean. Ok cho ra đi. Và 3,5 triệu đôi bị một chiếc bị sửa côn. Đây đây. Đúng không? Có hai đôi thôi, có bác săn hàng nhanh còn chậm hết này. Đang hoạt động bình thường anh em nhá, loa đang hoạt động bình thường hết nhá. Kẻ sửa côn này đang hoạt động bình thường nhá. 3,5 triệu luôn này. Sửa côn. Ok chưa, một chiếc sửa côn thôi, còn đâu zin hết. Tìm quay rồi, nghiêng lên. Nghe là một chiếc cả zin nhá anh em nhá, một chiếc zin này. Một chiếc sửa côn. Ok chưa? Mỗi vậy thôi. Một chiếc sửa côn bán rẻ được 1 triệu, 3,5 triệu, nhanh còn chậm là hết. Số 1, mã số 1, có 2 đôi, đúng số 1 và số 2, số 1 là 3,5 triệu, số 2 là 4,5 triệu. Rồi cho ra đi, nhanh lên. Kéo đèn lên nhau móc. Cẩn thận. Cho lên tiếp theo, nhanh lên. Tiếp theo là con đẩy của Việt Nam bác nhé, con đẩy Fox. Có đẩy Fox Việt Nam rồi thì em đã nói đến mức thế, đẩy đang hoạt động bình thường anh em nhé, zin hoạt động bình thường 850.000 đồng, hai nguồn, giá vô cùng rẻ, đẩy Việt Nam anh em nhé. Con này công suất nó rơi khoảng 500W, khoảng đó 400-500W anh em, 850 cây, đánh một cặp 30 thoải mái, hoặc là tối đa là hai cặp bát 25 nhỏ nhỏ. 850 cây thôi đẩy Việt Nam chấm hết, đang hoạt động bình thường, cho ra đi. Cốt à? Nhưng đây. Tiếp theo còn cốt DBX Everex 260, con này là 2.6A các bác nhá. Con cốt hàng loại 1 sản xuất tại China. Đấy. Thương hiệu của Mỹ rồi. Quay ruột cho anh em. Xuống tất cả chip của Mỹ hết nhá anh em nhá, sản xuất Trung Quốc tất cả chip của Mỹ hết anh em ạ. Của đơn vị nào đây? Với đơn vị nào có số điện thoại trên này, này. Hoàng Anh, bên này Hoàng Anh Auto 98 này bác này. Tem bên họ bên trong này. Cái này còn nguyên tem luôn anh em nhé. Nhưng lên đi. Coi là nguyên tem luôn anh em nhé. Hàng như mới. Cái hàng người ta hàng lướt dùng như mới các bác nhé. Dùng như mới này. Hàng lướt dùng như mới này. Rồi cho ra đi, quay một vòng đi. Ok, giá bao nhiêu ạ? Giá 8 chỉ bằng một con cơ thôi. Con số anh em đi sự kiện đấy con này tuyệt vời.
Hàng lướt như mới luôn bác nhá. Hàng lướt như mới luôn nhá, giá 2.8. Ok. Đẩy à? Có đẩy đấy, vậy còn một con còn hộp và một con không hộp bác nhá. Hộp kia kìa, như một con của BK20 và một con của đó. Giá em bắt bán bằng nhau vì đẩy mới nha em. Con này đẩy mới nhà Hiếu Minh nhá bác nhá. Đặt lên đây. Đẩy mới nhưng con để lâu rồi nó hơi bám mốc tí này. Hơi bám mốc tí này. Mới và một con nghe thì hiểu ra là cái con này con demo. Con demo nhà em test có vài lần thôi. Dán tem Hiếu Minh này, nên là không xuất sát gì cả. Nghe để demo nhà Hiếu Minh nhá. Con để demo nó quấn một tẹo bụi vào đây nhẹ rồi đây. Con này Diamond SD104. Con đẩy này thì với công suất ra 1000W cây. Con này đánh sẽ công suất khỏe hơn con BB kép kia kìa. BB kép của anh 9 nhá anh em nhá. Cái nguồn nó to hơn anh em ạ. Nguồn này to hơn. Con này nó ngang ngửa với con DB đấy. Con DB nó chính là con DB nó chính là con DB 4.10 nhà em luôn. Nó cùng công ty sản xuất luôn. Đổi màu vàng anh em nhá. Đi vàng. Tất cả linh kiện nó linh kiện 7 vạch màu hết, 5 vạch màu, 7 màu này. Đây. Vimec LA 4100 này. Đấy nên vì nó còn rất mới, hàng lướt mà. Còn rất mới hàng nhà em luôn. Nên bác nhìn là nó còn rất là mới, nó chỉ còn tí bụi nhẹ thôi. Thì con này em bán cắt lỗ về giá 6.5 nha anh em nhé. Con này trước em bán là 9 triệu. 9 triệu thì hôm nay em bán về vẫn bảo hành 6 tháng cho bác nhé. Bảo hành 6 tháng, ông nào khoan vào đây cũng bóc cái này lên. Trời ơi, ông nào mở đấy. Con nào không bảo nó. Có một cái nó bị sẵn cái đầu rồi. Giá 6.500.000 em này với nhá. 6.500.000 công suất 1000W thôi nhá. Đây là sản phẩm chính hãng luôn nhá. Đây là sản phẩm chính hãng bằng nội địa trong China luôn, liên lên cho anh rồi. Diamond SD 1004 1000W một cây. Mặt phay nhôm rất đẹp luôn, 6.500.000. Trước thì mình bán con này 9 triệu. Để hàng nhà em luôn. À, để em test đồ. Ok. Test được 1-2 lần nó nên nó rất là mới. Đây, này, quay sau rồi nè. Sẽ mở cả hai con làm gì? Bác nhìn con này nó sẽ nhìn trông công suất là nhìn nó sẽ là khôn hơn, nghe nó nhìn nó xịn sò hơn cái con BBK20 kia, lên là giá trị nó khác nhau nhá. Khác hẳn nhau luôn nhá. Phía sau nó sẽ được rớt kẹp này. Đồ linh ra bằng cả bằng inox luôn. Đấy, chứ đồ gạt này. Nghe con này nó như những con đeo của DB hoặc B hoặc con của AP hoặc có PS. Cái này nó kiểu đấy. Nó cao cấp hơn một chút. Giá 6.5 triệu anh em nhé, con này một cây. Cho anh em săn hàng 6.500.000. Ok. Con đẩy chính hãng luôn, vừa nãy con đẩy chính hãng luôn anh em nhé. Con còn hộp và con không hộp thì em bán bằng nhau. Tiếp theo nữa là con mix. Mix Bayer nha bác nhá, mã của nó là LTG T3. Con này thì nó hơi bị ám mốc đây thì ám mốc thôi, nhưng mặt mũi không xước gì cả, nó chỉ ám mốc ở bên trong này. Vừa để nó để lau cái này thì phải cạy cái màn ra, nhưng không cạy màn, anh cứ để nguyên này vậy. Cạy màn nhựa phải cạy màn nhựa này ra, hờ khò là một màn nhựa ra thì em bán giá êm cho anh em. Cái con này chính là bay ở vỉ tím không nhá, bay ở vỉ tím thôi nhá. LG T3 đấy. Bay ở vỉ tím này. Tay nó đâu? Tay trơn ông chuột đâu nhá. Con này tay trơn ông chuột rất là đẹp nhưng mới luôn. Chỉ có đầu thu đấy nó hơi ám ám một tí ở chỗ vỏ nhựa thôi, thì em bán rẻ cho anh em thôi. Tất cả mọi thứ đẹp hết, không có điểm chê. Ruột riết đẹp hết, tất cả tay tiếp đẹp hết, đầu thu nó cũng đẹp, chỉ có mỗi là ám thôi này. Ám này. Nó ám thôi, xưa đâu anh em nhá, nó ám nhưng kiểu để lâu, bãi để lâu nó ám. Nhưng mỗi vậy thôi. Giá 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng các bác nhé, anh em nhé, 1.400.000 đồng. Rồi cho ra đi. Cho nó bộ mic lên. Tiếp theo, bộ mic tiếp theo. Hồi bán rất nhiều bộ mic vải bay ở vỉ tím giá rẻ luôn. Có triệu 2, có triệu 3, có triệu 4, có. Cái bộ này thì mặt mũi nó thế bẩn à? Bẩn. Thế nâu hết đúng không? Hết. Cái này bẩn thì nâu hết này. Cái này rẻ quá. À, tay nó màu bạc nên bán rẻ. Con này đẹp anh em nhá, đẹp, coi đẹp. Cái bếp này bếp bẩn em lau hết chưa? Em đảm bảo cho anh em sẽ lau hết cho anh em là được. Ok chưa?
Em nâu hết được thì tí nữa lấy Putin nâu ấy hết luôn. 7.3 triệu. Jean đẹp. Bộ ấy đẹp, mỗi tội là tay nó mục vàng. Tay nó mục vàng. Tay nguyên bản nó mục bạc nên là em không khoái lắm, em bán cắt lỗ đi anh em ạ. Ok chưa? Nhưng bác nào mù bạc thích tay màu trắng bạc thì lấy bộ này. Người ta thích màu đẹp bạc, nhà nào mở kiểu phong cách châu Âu ấy, thích màu đẹp bạc kiểu trắng trắng sạch sẽ thì lấy bộ này. 1.3 triệu nhá. Còn đầu thu mấy tay mic đẹp hết, không có điểm chê nhá. Con này không điểm chê, chỉ là màu trắng bán giá êm đi thôi. Tay màu trắng bán giá êm cho anh em. 1.3 triệu bộ này nhá. Đầu màu trắng, tay màu trắng luôn. Còn cái vết bẩn kia tí em nâu cho anh em. Mic bãi mà. Bãi ơ thôi, bãi ơ 1.3 triệu của nó chung là vô địch giá Việt Nam, sập giá sập giá. Rồi tiếp theo lên đi. Tiếp theo bộ mi Ibo. Ibo mặt phay nhôm đẹp. Bộ này cũng đẹp nhá. Tay đầu. Đây vâng. Đẹp. Ở trong bộ này cũng đẹp hết các bạn, đẹp hết nhưng tay bảo bãi ơ vỉ vàng. Tay màu vàng gold. Bãi ơ vỉ vàng nhá, tay màu vàng gold nhá các bác nhá. Vâng chị lấy đi. Đây màu vàng gold bác nhá. Mấy cái khóa cửa chưa? Đây màu vàng gold này. Của mình Ibo nhá. Ibo giá 1.2 bác nhá. Đẹp nhá. Hàng đẹp luôn anh em nhá. Hàng đẹp. Mặt phay nhôm, tay lìa, tay liền khối. Đấy bác cái hộp lát cuối cùng bán hết vụn, chị vơ luôn kìa. Rất đau buồn luôn. Hộp lát bán thanh lý rồi bác. Ok cho ta đi. 1.2 triệu bộ này bác nhá. Không cái đấy em hộp của em đấy, có phải đâu mà lấy. Tưởng làm sao được, lấy vứt ra ra thì mình cho. Tưởng thế chết không có bọn em đây chị bốc luôn. Vì bà giác này sợ lắm. Để ý cái bà bách ngay đi. Tiếp theo nữa là quả súp leo. Để giới thiệu của Anh Quốc. Vài mặt liền à. Mặt đằng trước mặt liền này. Bỏ rút cái bát ra đi. Bát neo co 100 anh em nhé. Cái em còn 2 quả này. Thùng gỗ Bạch Dương thơm phức anh em nhé. Các bác phải mở ra. Không như lời Hiếu Minh ý. Em trả hàng em luôn. Ok chưa. Thùng gỗ Bạch Dương thơm phức luôn. Nghĩa những bạn chơi JBL thì gửi cái thùng này nó y xì mùi của JBL. Kiểu đấy. Là dòng súp hầm bát 50 đậy lên. Đấy, đặt chân này. Ở đây nó sẽ có căng lưới sắt anh em nhé. Đây mặt phía trước này. Ở đây mặt phía sau, mặt trước đây. Mặt phía trước mặt gỗ nha anh em nhé. Thùng quách đẹp. Thùng bao zin bao zin bao đẹp luôn. Đấy. Bát sự bát không biết được coi 15 hay sao, coi 115 hay sao, nhưng trông coi lớn lắm bạn. Vân vải làm dầu là 4 lớp anh em nhé. Tất cả mọi thứ zin đẹp long lanh hết, bát neo. Em bán này. Đặt úp lên cả tiền. Bán với giá là 4.200.000 đồng. 4.200.000 đồng, xoay thôi. 4.200.000 đồng. Đẹp. Súp bát của Italia này. Em còn 2 quả nhá. Có quả thì sẽ bị dụng cái tem này. Có quả thì quả này còn tem. Hôm trước em quay quả nó bị dụng tem. Đây bát 50 anh em nhá. Bán xả lấy vốn về thôi. Chứ không có giá này đâu. Bát 50, 4.2 bạn. Rẻ bèo mà bát neo. Nguyệt cối, hàng bao zin bao xịt bao đẹp nữa chứ. Lưu ý này, hàng nguyên bao zin bao xịt bao đẹp cho anh em luôn nhé. Dưỡng gân này, dưỡng màng, keo chỉ này. Zin đét luôn nhé. Keo này, zin đét luôn nhé. Bao zin bao xịt bao đẹp luôn. Quay sau thông số rồi. Em xúc hầm, này không gian gia đình từ 30-35-40m2. Mua đen L6000 này, Mopa. Số hoạt động là 400W và được chở 8 ohm vì neo mà, nhưng neo độ nhạy nó rất là cao. Độ nhạy rất là cao, đánh công suất nó cũng còn nhiều nhá vì đánh neo mà. Bát thường thì công suất nó lớn, đánh nó sẽ hơi cục tiếng, nhưng neo đánh nó mềm, sâu, nó hay, công suất nó không tốt. Một bàn, mua đen L6000. Em còn 2 quả liền anh em nhé, anh em lấy cái này. Tiếp theo lên đi. Có nhiều mic lắm, các bác xem hàng trong clip này. Tiếp theo bộ mic MC Show.
M900, hàng đẹp nhá. Tay màu nào? Tay bạc này. Bộ đẹp luôn anh em nhá. Bộ này mọi thứ đẹp hết nhá anh em nhá. Hàng đẹp luôn, em bao zin, bao xịn, bao đẹp nhá anh em nhá. Tay màu bạc anh em nhá. Giá bán xả lốt cho bác này. Cái dòng MC Show này nó chính là bài ơi anh em nhá. Bài ơi. Bài ơi nhá, bộ mic bài ơi MC Show. M900, 1.4, hàng đẹp. Đầy đủ kiện cho bác nhé, bảo hành 6 tháng. Hàng thanh lý nhưng vẫn bảo hành 6 tháng nhé bác. Bao zin, bao xịn, bảo hành 6 tháng. Đẹp, ok cho ra. 1.4. Tiếp theo đây là mic em sẽ quay hơi nhanh, thôi quay tập trung nhanh. Để lên đi. Tiếp theo là bộ mic VBK 1.5 triệu anh em nhé. Bộ này 1.500.000 đồng. Đẹp nhá anh em nhé. VBK nó cũng là vỉ bài ơ luôn, nghe bộ mic bài ơ luôn, nó chưa vỉ bài ơ luôn. VBK mặt phay nhôm đẹp luôn, vàng nhé. MK 3138, xin lỗi ạ. VBK MK 138. Bộ này thì 1.5 triệu vì tay nó tay ra cá anh em, tiền giữ rồi. Tất cả nguyên lẫy hết, đẹp hết nhá, nói chung bộ đẹp. Nắp thì em sẽ sơn cho anh em, nắp biển sơn nhá, một sức nhẹ nên em sơn cho anh em nắp thôi. Tất nói chung là bộ này bộ đẹp. Đây giá cả xoáy tay cả nào. Bị tím nhá anh em nhá. Bị tím hết này. Nó là bay ơ, nó là một mà. Đây giá cả ok cho ra đi. Bộ này 1.5 triệu anh em nhá. 1.5 triệu bộ này. Anh em chốt nhanh này. Cho ra đi. Phụ vào đi, phụ giá vào cho nhanh. Tiếp theo bộ này thì mặt nó sẽ hơi xấu mỗi vậy thôi. Đây quay rõ cho anh nhìn. Mặt nhựa hơi xấu tí. Tay đẹp hết, tay bác lấy bộ này giá êm này, bái ơ cũng bái ơ nhá anh em nhá. Bên em bán hôm nay toàn bái ơ thôi, nói chung đây bán toàn cho bác toàn bái ơ thôi. Model của nó là Tikka DK 950. Có mỗi bộ thôi. Mặt nó hơi xước tí anh em nhá. Mỗi vậy, mặt hơi xước còn tay tiếc, đầu thu mọi thứ đẹp hết, chỉ có một mặt hơi mặt xước thôi anh em nhá, mặt xước. Tay tiếc đẹp như mới này. Tay lông chuột. Tay lông chuột tay bị tím nguyên lẫy nhau nhá, đầy đủ phụ kiện. Bảo hành 6 tháng, xoáy tay vào. Xoáy tay vào. Tay lông chuột luôn, rất đẹp luôn. Màu tím than. À đây màu đen 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 đen, đen than, rất đẹp luôn. Ok cho ra đi. Tiếp lên đi. Một con nào vẫn chưa báo giá nhỉ? 1.350.000 đồng bộ này nhá anh em nhá. 1.350.000 đồng bộ này. Ok thôi đây. Tiếp theo bộ này là thế nào, tay đâu? Tay bộ này đâu? Có hai bộ à? Hai bộ 7-80 à? Tay ra cá quá nhá. Tay ra cá này, nhanh tay. Hai bộ 7-80 à? Hai bộ. Từ 3 bộ hay 2? 2. Hai bộ 7-80 anh em nhá. Đẹp. Ok chưa? Thay nhôm này. BBT 10. Đẹp nhưng không có điều, nói chung con này không có điểm chê. Ok chưa? Không có điểm chê lên em không nói nhiều. Nhưng đã không có điểm chê thì không nói nhiều, cái này có hai bộ này. 1.6 triệu bộ anh em nhá. Tay ra cá. Không có điểm chê lên em không phân tích nhiều. Đẹp hết, còn đây là mặt này bác về muốn đẹp bác bóc ra này. Bóc ra chưa? Nhìn chưa? Còn đây em dán tạm vào thôi. Nguyên siêu hết, tay ra cá nhá, có 2 bộ, 1.6 triệu bộ nhá. Không có điểm chê nên không muốn phân tích nữa. 1.6 triệu bộ nhá, có 2 bộ này. Tiếp theo muốn rẻ hơn thì hình thức nó xấu hơn tí thì rẻ hơn, còn đơn giản thế thôi. Còn về tính năng các con như nhau. Tiếp theo con này vỉ nhựa này. Mặt nhựa này. Mặt nhựa lồi, rất đẹp luôn. Rất là sang trọng, đẹp. Con này tay ra cá nhá. Con này tay ra cá này. Bay ơ 406 này, dòng sắt bắt sóng rất xa luôn. Khỏe, xa, bay ơ, PS. Mã hiệu của nó là DMAX T100A. Đấy nhá, DMAX T100A. Để em đọc từng mã cho bác chốt đơn nhá. Con này thì về các bạn là đẹp hết các bạn. Bộ này cũng đẹp này. Mặt đấy, mặt bộ này đẹp bác nhá. Đây ra cá này, đẹp hết nhá bác nhá. Nên không có điểm chê này. Giá 1.450.000 đồng. Cái này có một bộ thôi. 1.450.000 đồng thôi nhé. 1.450.000 đồng. Ok cho ra đi. Tiếp theo nữa, bộ tiếp theo cũng giống như vừa nãy nhưng model của nó là bộ này thì mặt nó xấu hơn các bạn. Đây. Tẩy bị tẩy đây này. Bị trơn.
chợt chợt đây, tẩy tẩy đây. Mặt nó cái mặt nó con này nó xấu hơn tí. Các bác không quan trọng hình thức lắm thì nó xấu đi em bán rẻ vô cùng. Đấy, 46 nhá. Xấu hơn tí này. Nó rẻ hơn 200.000. Bây giờ công bộ nhà thị trường đang bán toàn hơn 2 triệu, bán giá này rẻ nó 1 triệu 3 nhá. Tay đẹp nhá, mỗi tội mặt nó chợt chợt nhẹ đấy thôi. Anh em nhá. Tay lông chuột này, tay trơn lông chuột nhá. Con này tay trơn lông chuột đẹp. Như mới luôn nhá, chỉ có điểm chê này. Điểm chê ở đây thôi. Vì bơi bán 1 triệu 3 mà còn kêu gì nữa. Hàng thì bao zin rồi. Chỉ mỗi điểm đây này. Ok chưa? Đây là hình thức một tí trên đầu thu thôi. Hình thức trên tí trên đầu thu thôi, 1 triệu 3. Bao zin, bao xịn bảo hành 6 tháng nhá. Tay đẹp. 1 triệu 3 cho một đầu. Ok cho ta đi. Tiếp theo bộ micro. Cái bộ này anh không bán đâu. Với lại cái bộ này để mai lắp vào bộ hát. Hôm nay mới lắp vào 2 bộ hát rồi, tiền bỏ ra đi, không bán. Chỗ này không bán. Bán xả chết. Vừa cái này nó được 7-8 bộ không bán xả. Theo loa. Loa có 2 đôi Kodika. 1 đôi zin này. Đôi zin 1 đôi bị gãy theo hay bán rẻ anh em nhé. Đôi zin nhá, đen. Xả lốt 3.6 đôi. Xem sau rồi. Con này thì đã quay quá nhiều rồi, con này thương hiệu của Mỹ nhá. Căng nó đâu. Con xoan ơi. Chưa đói mệt quá. Căng trước nó căng đẹp, nói chung là đôi đôi đẹp luôn các bạn. Savi, cái Savi này nó là cái logo của cái phòng hát đó dán vào thôi. Rút cái bát cái chép ra. Nhưng còn đúng 2 đôi bắn lốt thằng đẹp. Xem sau. Đây. Đô la đến từ thương của Mỹ, Kodotika Black CF cộng 10. Có nhá. Đô la đến từ thương của Mỹ nhá. Rồi. Cái này em đã quay từ clip trước rồi, xoay người lên. Ở bên trong thì các nhìn rồi, phân tần nó sử dụng phân tần rối rất là gấu luôn, rất là xịn sò, làm thủ công bằng tay. Phân tần rối anh em nhá. Tụ sử dụng tụ Hicap, xịn sò luôn, tụ trở nhôm anh nhá. Quay rõ chi tiết cho bác luôn này, phân tần dựng này. Phân tần dựng ngược lên đấy. Làm rất là kỳ công luôn, phân tần rối ngược này. Khung của bát của nó là bát con này coi 63 nhá bác nhá. Đó, bích từ đít trắng, tiếng rất là hay, chép đít lồi bằng gõ vào đây cả. Đây. Đấy nhá. Đấy bằng thép gang đúc nhá. Đít rất dày luôn. Dày quyệt cái này dày khoảng hơn 10 phân anh em nhá. 1 2 3 lớp. Rút ra, ngửa lên. Hàng đẹp luôn, một đôi đẹp, em bán 3 lốt 3.6 này. Hôm trước em bán là đôi này 3.7, em bờn tồn. Hóa ra vẫn còn tồn đôi nữa, bán lốt 3.6 lốt. Em bán thanh lý ấy. Còn đâu những đôi này trên trường em bán mức giá là 6 triệu đôi này. Thế mình bán lý vốn về lốt thôi các bạn. Bán lý vốn về lốt, gân của nó sụn gân này. Gân dưỡng không bao giờ mục nhá, gân dưỡng keo à. Keo đặc luôn bác nhá, keo đặc dưỡng không bao giờ nó bị khô. Tất cả zin đét hết từ cái keo chỉ này, zin đét hết 100% hàng bao zin bao xịn bao đẹp luôn. 3.6 đôi này. Bát 25 đẹp, full bát 25 nhá, full bát 25 full. Nó là full bát 25 cho ra đi. Còn đôi này thì bán 2.6 này, rẻ 1 triệu này, bán với giá lỗ lòi mắt rồi. Cho ra đi. Cho dịch đôi này vào đây. Đôi này thì đang hoạt động bình thường. Nhưng mà cái này nó có nguyên nhân này. Đôi này thùng nó hơi xấu tí đây, em sẽ ráp cho anh em nhé. Lật bát lên. Bát con này nó bung mất này, nó còn cái keo đây, nên nó bị thiếu, nhà thiếu mất một mùa hai miếng dán đây, mấy cái bát nó bị nhăn quá rồi, sắt cốt rồi, con này sắt cốt anh em nhé, một chiếc bát sắt cốt, cái này một chiếc bát sắt cốt này, em bán có 2.6 thôi các bạn, nhưng một chiếc bị sắt cốt nhá, zin chưa sửa chữa gì. Sắt cốt đây là cái này nó kiểu nó về vận chuyển vào nó đè đồ vào nhau nó nhăn nhăn đấy thôi. Đấy, với cả nó đang tuột mất cái tấm này. Tấm mất này, em đang thiếu mất 2 cái. Anh em về nói chung về anh em tự mua, tự làm. Bán có 2.6 thôi vì vừa nó chia sẻ với bác là 2.6 đi mua cặp thùng đã hơn 1 triệu, cặp phân tần đã hơn 1 triệu đã thành cái giá này rồi. Chứ đừng nói loa của em đang zin nhá, một chiếc bát bị sắt côn nhá. Nghe cái này một chiếc bát bị sắt côn nhá, bán rẻ 2.6 này. Ok chưa? Mọi thứ zin hết, sống hết, phễu thì bị vỡ. Chuyển về con này quăng. Vỡ nhựa này. Em sẽ gắn cho anh em nhé, em gắn cho các bác rồi.
gắn em ráp, nói chung em sẽ ráp đi phun cho bác cái phễu như lành nặn như bình thường. Đây gắn trong mồi là phải phun bao sơn lên được mà rổ keo chắc lắm, chắc như bình thường thôi, xong rồi mình phun không ráp lên. Đấy, mình sẽ ráp lên em phun đẹp cho anh em. Chỉ có mỗi cái là bây giờ sắt cốt em để nguyên zin này về anh em sửa, ok chưa? Sắt cốt một chiếc thôi, sắt cốt một chiếc thôi, còn nó zin hết, ok chưa? Nó rõ trạng thái là có 2.6 thôi, nó rẻ quá rồi. Và thùng này thùng gỗ ván ép, còn cái gì chê đâu. Còn cái này thì tí em mông cho anh em, lứt tí này thì em mông cho anh em nó đẹp. 2.6 nó quá rẻ rồi các bạn, mệt quá. Tôi bán thùng không, tép không, phân tần không đã hơn cả giá này rồi. 2.6 anh nhá. Dotica mất một chiếc bát, 2.6 là một chiếc bát bị sắt cốt. Đấy, chỉ đơn giản thôi. Và phễu của nó là bị vỡ thì em cũng làm cho anh em đẹp mà được, ok chưa? Về anh em chỉ có xử lý cho em là cái phễu thôi. Anh em xử lý cho em cái phễu là xử lý cho em cái bát này bị sắt sửa côn, phải đi mà sửa côn thôi. Bỏ ra đi. Hết chưa? Cho và mix JBL lên đi. Nhìn lên đi. Chưa quá là mệt. Tiếp theo bác là bộ micro Mixer JBL. Bộ này em bị hoàn hàng về các bạn. Đến khổ. Bán 900.000 đồng bị hoàn hàng về. Thực ra hoàn hàng về cũng một phần nó lỗi nhà em. Em gửi đến cho bác khách hàng thì hàng mới, em cứ thấy chủ quan, em cũng test cái củ nguồn này này. Thì đến nơi thì cái củ nguồn này nó bị hỏng. Thế là bác không củ nguồn thì bác cắm thử. Thế là bác hoàn hàng về. Cái này thì đang lỗi nhà em. Ok, em không nói. Nói chuyện là bán 900.000 bộ mic bị hoàn về. Chán đời quá các bạn. Thì em thay củ nguồn mới vào cho bác rồi này. Ok chưa? Đây là hàng mới nhá. Hàng mới vào hàng 1 năm bác nhá. Bộ micro này tiếng mic nó lịnh giọng, nó hay lắm các bạn ạ. Nó hay. Tiếng rất là lịnh giọng luôn. Nói chung là bộ mic hay. Chợ trời nên là bán bộ này đang có giá 4.5-5.000. Và hôm nay mình bán 900.000 đồng thôi các bạn ạ. Rẻ nhất Việt Nam, giá sập sàn Việt Nam luôn. Vì những bộ này em nhập trực tiếp nên là không có đơn vị phân phối nào nói em được cả. Khi đã gọi là nước sông không đục nước giếng thì các bác thông cảm, có những mã em nhập trực tiếp về thì em phải bán gọi là đây lại còn gọi là còn 2-3 bộ em bán rẻ lấy vốn về thôi. Thế nên là anh em thợ lên thì anh em cũng thông cảm cho em, chứ không anh em lại thấy em bán rẻ anh em lại lóng mắt. Ở đây là em cũng không mong muốn thế, mà đây là còn ít em cho xin phép Hiếu Minh, em cho xin phép em bán rẻ lốt, chứ em không phải là em nhập về phá giá anh em đâu nhá. Đấy, còn vài bộ mới bán lốt, bộ này nó bị hoàn hàng về là bị như này vì là không kiểm tra cái củ này này thì về đã thay cho, vì em về em bán em có củ này mua sẵn thì em tặng cho bác củ mới rồi. Bộ micro mới tinh nhá anh em nhá, là 900.000 đồng. Bộ này tiếng mic rất là lịnh giọng, tiếng hay lắm các bạn, nhưng cái này chỉ phù hợp gia đình thôi vì sóng nó không bắt được xa. Sóng thì bắt vì bộ mic rẻ thì các bác không thể bắt sóng xa được. Bộ mic rẻ đối với hàng mới, hàng bãi không nói, hàng bãi thì sóng vẫn xa bình thường. Đối với hàng mới này thì nhược điểm của nó là sóng nó chỉ bắt được khoảng độ 20-25 mét đổ về thôi. Còn anh em mở sự kiện không ra được bộ này được đâu. Còn mic thì đảm bảo tiếng ngọt, nhẹ nhàng, hay, bay 900k. Ok, bộ mic không dây, tay đuôi chuột, tay phải nhôm nó nhá, xây ra cái nào. Các bác cứ tham khảo nhiều, biết cái giá này rẻ nhất Việt Nam luôn. Là cái nin lizo nhôm rất là dày, cầm tay rất đầm tay luôn các bác nhá. Các nhìn dày chưa? Em quay cho bác thực tế luôn đấy chưa? Dày quịch nên cầm rất là nặng luôn, nặng lắm. Em ước mà có cần đây em cân lên cho bác luôn. Tay thì tay đua chuột, nhìn trông rất chuyên nghiệp luôn. Đấy, rất chuyên nghiệp nhá. Ok, đây. Hàng mới tinh được hộp bảo hành 1 năm nhá, 900k. Nên đi. Tiếp theo nữa là bộ micro. Quên, bộ con vang. Vang hàng lướt nhá. Hàng lướt bác chủ mới dùng được có khoảng độ 1 tuần thôi, em thâu lại bác chủ. Con này đang còn mới là 3 triệu đồng, bác mua hàng con hàng lướt này em bán cho bác rồi. 2.050.000 đồng. Đấy, hàng mới luôn đó nhá, hàng mới luôn 2.050.000 đồng. BBL thích 350V2 các bác nhá. Hàng lướt rất đẹp luôn. Mới dùng được 1 tuần thôi, mua đơn vị khác em bán xả cho anh em. Rồi cho ra đi. Con này tiếng rất là hay luôn, bộ mic kê. À, bộ con vang 92 BBL tích con vang cơ lại số, tiếng cực kỳ mượt luôn. Tiếp theo là con quản lý nguồn nhá. Con quản lý nguồn này thì là hàng em mở ra em review cho anh em ruột ấy. Nên là khi em đậy lại, mai em đậy lại em sẽ không có tem nắp này đâu, em bóc tem này. Đấy, vẫn có tem kích hoạt em chọc thủng này. Đấy, nghĩa là con này em bỏ ra em review ruột cho anh em. Đấy, hàng mới nhá. Hàng mới anh em nhá. Hộp lát rồi nên em đóng cho bác sẽ không có hộp đâu.
hộp lát rồi, vì cửa dí ruột theo để đi để con này nặng nó bỏ ra bỏ vào lát hộp rồi. Nên hàng mới bác nhìn này không có một vết bụi bặm nào của anh em đâu nhá. Hàng mới tinh về anh em cứ mở ruột xem thoải mái anh em nhé. Con quản lý nguồn Adni P20 Luxury. Con này màn hình con này quản lý nguồn số này. Rất là xịn sò luôn nhá anh em nhé. Và giá em bán lấy vốn về các bạn. 1.2 triệu thị trường em bán con này 1.8-2 triệu. Em bán 1.2 triệu thôi anh em nhé. 1.200.000 đồng. Xoay đi. Không mở ra quay hàng ruột. Ruột nó 3 tầng lọc liền nhá, lọc 3 tầng nguồn lọc. 1.2 triệu thôi. Hàng chính hãng luôn, bảo hành 1 năm nha anh em nhá. Lưu ý này. Bảo hành 1 năm vì em đem bán cho bác hàng mới, mỗi tuần là không có hộp thôi. 1.2 triệu. Có lẫy là 10 giờ đây 1 phụ này. 10 của cắm nhá. À 9 của cắm xin lỗi. Rồi ok. Ra đi. Tiếp tục lên đi ạ. Ok nhanh lên. Tiếp theo là con lưng tiếng hàng mới tinh đập hộp của PS. Con lưng tiếng này thì hàng mới tinh em bán giá sập sàn cho các anh em chơi, những bác nào đam mê vừa hay nghe nhạc ấy, thì bác chơi con lưng tiếng này tiếng rất là hay luôn các bác nhá. Con lưng tiếng này trước trời em bán 1.7-1.8 và hôm nay em bán cho bác một giá này. Hàng mới tinh đập hộp các nhá. PS XT1000. Con lưng tiếng chính hãng luôn các bác, cứ giá này thì các bác khỏi đi mua hàng thứ đổi gì, bác mua hàng chính hãng luôn. Hàng chính hãng của PS này, hàng mới tinh này 1.050.000 đồng các nhá. 1.050.000 đồng hàng nguyên tem, hàng mới tinh đập hộp nhá nhá. Còn 1 năm 1.050.000 đồng. Ok cho ra nhỉ. Tiếp theo con lưng tiếng của DB hàng lướt nhá, cũng dùng được 1 tuần thôi. Con lưng tiếng DB DAC-6S, con này tiếng rất là hay. Có nào mà cần tiếng nhạc tiếng bass thì chép nó lên nó tí sách tép ấy, thì tiếng bass nó sâu. Con chơi con này DB DAC-6S này. Giá 1.550.000 đồng thôi nhé. 1.550.000 đồng. Hàng siêu lướt nhé, anh người ta mới dùng được có khoảng một vài hôm thôi, thâu lại giá rất hợp lý. 1.550.000 đồng. Ok, cho ra đi. Theo quản lý nguồn thì có một con thì hàng em hàng mới nên em không dùng ở ruột nữa thì em quay ruột quá nhiều rồi. Giá 1.500.000 nhé, con này 3 tầng lọc MBS 900. Con này em bán hàng chẳng chiến lược bên em thôi. Chiến lược bên em hàng mới luôn nhá, hàng mới tinh hộp, mới tinh cứng cọ nhá. Thì con này thì hộp một lát cứ mở ra mở rô nghe, mở ruột review cho anh em ấy. Thì em bán rẻ đi lấy vô anh em, hôm nay này em không, từ mai em không mở ruột nữa này. Thì con này bán gọi là mở ra mở rô nhiều này. Đấy, hàng nhà em mới tinh cứng cọ luôn, mỗi tuần nào mở ruột rồi nhá. Mở tem rồi, cái này hộp nó hơi lát, cầm ra cầm rô hộp nó lát. Con quần nguồn tức là 3 tầng lọc, con hàng mới tinh này. Thì 1.500.000 này. Con hàng mở ruột rồi đây, bán nốt hộp hơi lát này. 1.300.000 này. Ok chưa? Con này thì chất hơn con Adni anh em nhé. Adni không ăn được con này đâu. Sư phụ lọc của Mexico anh em nhé. Linh kiện bên trong này sắc nét này, ok chưa? Nó khác hẳn lên nữa, khác hẳn trời vực nha anh em nhé. Đây con Adni kìa, mở con Adni ra. Đưa con Adni đây. Lên em bảo rồi, cái con này giá rẻ nhất cả cái Việt Nam này luôn. Nên nhiều khi các bác xem trên kênh ấy, để em quay con Adni cho anh em nhìn này, Adni nhé. Các bác nhìn trên kênh ấy, anh em nhìn trên kênh ấy, người ta chỉ quay quay cái này đâu, các bác không để ý đâu, các bác không biết đâu, các bác không phải để ý nào. Nhưng em đâu rồi, cái hàng bên em bán cho anh em mở ruột ra xem thoải mái. Con này em bán cho bác như con này mới tinh, em nguyên tem về, anh em mở ruột ra xem thoải mái này. Đây em so sánh con Adni con này của em luôn này, linh kiện này, xăng linh kiện của em này, bác nhìn thấy khác biệt cái gì chưa? Khác biệt chưa? Linh kiện nó chất hơn, thấy chưa? Nó mở nhạt này, tụ này, tụ vàng này, tụ nhà em này, nó vàng đậm này, thấy chưa? Đấy, cuộn cảm này, cuộn cảm nhìn, cảm này bên em to hơn này, ok chưa? Nó khác nhau nhá, không giống nhau thì nào đâu. Nhìn thoạt nhìn giống nhau nhưng khác nhau nhá. Đấy, nó khác nhau rất nhiều luôn. Đây em quay cho bác zoom vào mối hàn này, ok chưa? Mối hàn nào cũng chỉ hàng bên này, thấy chưa? Mối hàn bên Hiếu Minh này. Em đã bảo rồi, sản phẩm chiến lược nhà em này nó khác biệt hẳn, thấy chưa? Hàn ngấu thiếc hết này, hàn chắc chắn chưa? Tốn công lắm bác nhá, tốn thiếc tốn công lắm nhá, thấy chưa? Đấy, tấm bỉ này, người ta làm định là làm giống Hiếu Minh nha, cái đơn vị Adni luôn, hàng Adni hàng OEM thôi nhá,
nói là chính hãng hàng của em và bên em cũng là hàng của em thôi nhá. Như hàng nhập khẩu nhá, của MB nhá. Này tấm phím này. Ok, sang Hiếu Minh này. Tấm phím mã số đầy đủ nhá anh em nhá, hàng nhìn nó khôn hơn rất nhiều đúng không ạ? Cáp kết nối luôn nhá, em cho bác xem cáp kết nối này. Cáp kết nối này, ok chưa? Cáp này, đây. Hàng này chưa? Hàng này chưa? Nghe là nó chưa chuyên đâu. Đây này. Của em này. Khác biệt hẳn chưa? Khác biệt hẳn chưa? Khác biệt hẳn chưa các bác? Đây. Cổng cao kẹo này, thấy chưa? Cổng cao kẹo này. Chắc lắm này, thấy chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc lắm, chân nó rất chắc luôn nhá. Nguồn này, không phải nguồn Mexico đâu. Nguồn đây này, quay cho bác thông số này. Nguồn bên em còn to hơn nhá anh em nhá. Nguồn to hơn này, này cao to hơn nhá, nguồn Mexico của nó nhá. Automat này, này có automat này, em chỉ quay cho từng chỉ số luôn. Nghe em đã nói rồi, quay cho từng chỉ số luôn nhá. Cáp bên em cáp vào nó toàn cáp to luôn. Các bạn hẳn đây. Dây vào này. Nó không chuyên đâu ạ. Chuyện nó khác biệt hẳn đấy. Em nói chuyện giữa khác biệt hẳn giữa hai con luôn. Đấy các bác thích hàng hãng đấy. Hàng hãng đấy, 2 triệu. Em bán lốt em nghỉ mà. Em thẳng luôn bán lốt em nghỉ, em không bán con này đâu. Úp luôn, úp bán cắt vốn về, nó cắt lỗ về đấy. Thị trường bán quật 1.7-1.8 đấy, người ta bán rẻ nhá. Còn các cái hãng khác xin lỗi bác toàn 2.5-3 triệu. Đây em bán có 1.5 triệu. Con này chẳng qua em mở ra mở rô nhiều rồi thì em bán lốt hộp lát, bán lốt 1.3 triệu thôi. Còn con mới nhà em 1.5 triệu. Đấy chỉ nói đến thế là hết rồi, không nói nhiều. Cho ra đi. Con này của em nhá, automat này, chống giật này, màn hình tím này, màn hình LED lớn này, có hai cổng chức năng điện trực tiếp này. Cái con này em bán biết bao vạn cái rồi, những bác nào xem kênh của em cho em cái bình luận ở dưới cái con quản lý nguồn này. Thế thôi. Cho ra. Thì sao thì ở đây em muốn nói rồi, em Hiếu Minh là bán nhập này, em muốn bán cho bác là bán không lợi nhuận, để em muốn là bán để là kéo cái hàng thôi. Này các bác dùng thay rồi bác ủng hộ em sản phẩm khác thôi. Trước mắt các bác ơi, con đẩy nhá, con đẩy. Con đẩy Corotica C2206, con này với công suất là 650 đến 700 W một kênh cho anh em nhá. Công tắc con này này. Công tắc con này nó đang bị là làm sao hơi vẹo vẹo nhỉ. Thế nhỉ? Có là con này nó đang kia về bác chỉnh công tắc này, nhưng con này bị lỗi này. Không ngắt kinh A. Không ngắt kinh A thì em đang bị thấy nó lổ một con 7 màu ở đây này. Đấy, em không sửa chữa của anh em nhé. Hàng em để nguyên zin nhé. Không sửa chữa cái thuộc tí nào của anh em cả, để nguyên zin. Con để bãi. Không sửa chữa, không ngắt A, B vẫn chạy nhé. Chạy sò LG với kép nhé. Đấy lắp lên lắp xấu nhá. Về anh em sơn lại cho em nhé. Để em mài cho anh em rồi. Giá bao nhiêu? Giá 1.4 triệu anh em nhé. Con này bởi gần 700 W kênh đấy. Nguồn đồng ấy. Các bác nhìn sò này, 2, 4, 5, 6, 6, 4, 24 sò này, 2, 4, 6 tụ đấy. Hàng bao zin nhá, lỗ kinh A bị lổ ở đây này, lổ còn trở đây về anh em xử lý nhá. Thợ thuyền, thực ra con này em bán rồi nhưng hóa ra này em bán cho cái ông khách nào, ông không phải thợ. Xong ông lại gọi cho em, bác ý, xin lỗi không phải nói xấu với bác ý đâu. Bác gọi cho em thì em đang chia sẻ, nếu mà có thợ nào, em đã chỉ đây này, nghe là thợ cao tay thì lấy. Hoặc anh em bị cái kỹ thuật cứng tí thì lấy, còn các bác nào gọi là lấy về anh em nghĩ là gọi là anh em mang đi thợ xử lý thì đừng lấy, đừng nên làm thế, mất việc của cả của em. Thì bác gửi lên thì bác cũng rất lịch sự, bác trừ cho bác hỗ trợ 200.000 thì em lịch sự, kiểu thợ với thợ em là cửa hàng thì người ta thợ người ta cũng đàng hoàng ấy. Nhưng nói chuyện là để nó đỡ mất thời gian ấy, vì có không con này rất nhiều bác hỏi này. Thì ở đây lổ con trở đây, trở 7 màu đây, lổ mất con trở 7 màu đây nhá. Thì anh em về thay cho em, nghe thay mất 1-2 con linh kiện chỗ này thôi. Có gì em nói đấy, còn hàng chưa sửa chữa gì đâu, ok chưa? Thì con này thì nắp thì nó hơi xấu, với anh em tạo phun sần cho em, lấy máy phun sần cái nó đẹp ngay. Chụp cái này em mài cho các bác rồi này, mài rồi đấy, mài phẳng rồi anh em, là phun sần nên đẹp 1.4 triệu thôi anh em ạ. Mặt mũi này cũng đẹp, nghiêng lên mặt mũi còn đẹp, nhưng mọi thứ đẹp hết, chỉ có là mỗi cái điểm em bảo thôi, nắp thì nó hơi xấu đi thôi. Mặt mũi đẹp nhá, C206 Corotica. Đây về cùng lô đẩy lô loa Corotica đây này. Đẩy về cùng loa mấy chục con đấy. Em bán hết đẩy rồi, mấy chục con bán hết rồi thì về cùng loa. Hôm nay em thanh lý nốt loa này. Hoặc anh em thích cái kết nối thì lấy luôn cùng loa đẩy. Đấy, hết đẩy rồi, bán nốt. Con này em bán đăng lại thôi anh em. Thì em trừ 200.000 của bác khách kia thì em bán được này, bán rẻ đi một tí nữa. Anh em nhé, có 1.4 triệu thôi. Em có nhu cầu liên hệ em nhé. Và xin ái chào tạm biệt ạ.